kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức mới nhất về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, đối với miền Trung mưa lũ, ngập lụt lâu nay luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với bà con xứ xó Lào Cát Trắng. Kể cả trong tuổi thơ của những đứa trẻ thời A Còng, những cụm từ như giải cứu miền Trung hay lũ lụt miền Trung đã quá đỗi quen thuộc. Và mới đây, đứng trước những diễn biến bất thường của tình hình thời tiết đang vô cùng cực đoan, lần đầu tiên thủy điện Hòa Bình xả lũ trước mùa lũ, các chuyên gia lo ngại miền Trung cũng sẽ hứng đủ bão vào cuối năm nay. Mưa có thể nhiều hơn 50 đến 70%. Đầu tiên, hãy nhắc đến miền Trung. Theo các chuyên gia dự báo bão, nhiều cơn bão sẽ xuất hiện, kết hợp với không khí lạnh đến sớm, có thể khiến các tỉnh miền Trung đón mưa lũ dồn dập trong các tháng 10, 11 năm nay, nguy cơ tái diễn kịch bản mưa lũ kỷ lục năm 2020. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hầu hết trung tâm khí tượng lớn trên thế giới đều dự báo trạng thái La Nina sẽ duy trì từ nay đến hết năm 2022 với xác suất khoảng 55 đến 65%. Ông Lâm nói: đây là năm thứ ba liên tiếp La Nina vẫn duy trì, điều này rất hiếm gặp bởi thông thường một chu kỳ chỉ kéo dài 2 năm. Do tác động của La Nina, từ nay đến hết năm 2022, trên khu vực biển Đông có khả năng xuất hiện 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 4 đến 6 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Số lượng này xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên điều đáng lo ngại là những năm xuất hiện La Nina, bão thường dồn dập vào cuối năm cùng với nguy cơ xuất hiện các cơn bão có cường độ mạnh dị thường trái quy luật. Một điều đáng lo ngại nữa theo ông Lâm là không khí lạnh năm nay có khả năng hoạt động sớm, nên nhiệt các tháng đầu mùa đông ở miền Bắc có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ông Lâm nói sự tác động của các cơn bão mạnh kết hợp với không khí lạnh đến sớm cùng điều kiện địa hình sẽ làm các tỉnh miền trung đối diện với nguy cơ đa thiên tai mưa bão rồn rập kéo theo lũ lụt sạt lở đất trong các tháng 10, 11 năm 2022. Cụ thể dự báo trong tháng 10, tổng lượng mưa bắc trung bộ phổ biến cao hơn từ 10 đến 25% so với trung bình nhiều năm. riêng khu vực trung và nam trung bộ phổ biến cao hơn từ 30 đến 60%, có nơi trên 70%. Tháng 11, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tổng lượng mưa phổ biến cao hơn 15 đến 35%, có nơi trên 40%. Tháng 12, tổng lượng mưa toàn miền Trung phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, từ 10 đến 30%. Tây Nguyên cũng đón nguy cơ mưa lũ liên tiếp trong tháng 10-11 với tổng lượng mưa phổ biến cao hơn 30 đến 60%, trong đó tháng 10 có nơi cao hơn trên 70%. Không giống với các năm trước, thời tiết năm nay khá dị thường qua tháng 5, tháng 6, thời tiết cả nước tương đối mát mẻ do mưa nhiều. Tuy nhiên từ tháng 7, bước vào đỉnh của mùa hè nắng nóng sẽ gia tăng ở các tỉnh miền Bắc, có thể xuất hiện những ngày nắng nóng cay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C. Đồng thời từ tháng 10 đến 11 năm nay, không khí lạnh sẽ đến sớm. Nhiệt độ trong tháng 11 năm nay sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm. Nắng nóng ít gay gắt hơn. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, sau tháng 5 và 6 tương đối mát mẻ do mưa nhiều, từ tháng 7, nắng nóng sẽ gia tăng ở các tỉnh miền Bắc, có thể xuất hiện những ngày nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ. Gần nhất từ nay đến 19 tháng 6, các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ sẽ đón nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Tuy nhiên, nắng nóng ở miền Bắc năm nay được nhận định không quá gai gắt và kéo dài. Trong các tháng 7 đến tháng 9, lượng mưa ở miền Bắc vẫn nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, cùng thời kỳ với tổng lượng mưa trong tháng 7 cao hơn 10 đến 20%, trong tháng 8 tháng 9 cao hơn 5 đến 10%. Tại các tỉnh miền Trung, nắng nóng sẽ gia tăng trong những ngày tới. Nhiều nơi nắng nóng gai gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày là 50 đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13 đến 17 giờ. Dù mùa hè năm nay được nhận định là ít gai gắt nhưng trong tháng 7 vẫn có thể xuất hiện các giá trị cực đoan liên quan đến nhiệt độ ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Theo ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nắng nóng ngày càng khắc nghiệt, bão mạnh dị thường trái quy luật ngày càng tăng, mưa cực đoan trong thời gian ngắn xuất hiện ngày càng nhiều. Ví dụ thời gian gần đây, Hà Nội xuất hiện những trận mưa có cường độ rất lớn, chỉ trong 1 đến 2 giờ có thể lên tới 150 mm. Các đợt mưa lũ vừa qua Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Yên cũng chưa phải là kỷ lục vì rất may chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Nếu kéo dài thêm 1-2 tiếng đồng hồ nữa thì sẽ ngập rất nặng. Như đã nhấn mạnh, năm nay lũ đến sớm. Dù chưa chính thức bước vào mùa lũ theo quy luật hàng năm, nhưng bà chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai phải kích hoạt quy trình vận hành, điều tiết các hồ chứa. Do ảnh hưởng của mưa lớn, theo chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, các hồ thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình lần lượt phải mở các cửa xả lũ Thủy điện Hòa Bình xả lũ trước mùa lũ. Do ảnh hưởng của mưa lớn, theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, các hồ thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình lần lượt phải mở các cửa xả lũ. Hiện nay, hồ Sơn La mở hai cửa xả lũ, hồ Hòa Bình mở 5 cửa xả lũ. Ông Trần Quang Hoài cho biết, theo quyết định số 740 của Thủ tướng Chính phủ, thì quy trình vận hành liên hồ chứa trên khu vực sông Hồng bắt đầu triển khai từ 15 tháng 6 hàng năm. Nhưng năm nay, Mưa lớn và diễn biến dị thường, theo ghi nhận từ cuối tháng 5 đầu tháng 6, thì lũ đã về và theo đề nghị của các chủ hộ, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống thiên tai đã kích hoạt quy trình vận hành điều tiết lũ. Còn thông thường hàng năm, công tác vận hành các hồ chứa thường là giữa mùa hoặc cuối mùa mưa lũ nhưng năm nay, mưa lớn và diễn biến dị thường. Theo ghi nhận từ cuối tháng 5 đầu tháng 6, thì lũ đã về và theo đề nghị của các chủ hồ, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống thiên tai và linh hoạt điều chỉnh để kích hoạt quy trình vận hành điều tiết lũ. Còn thông thường hàng năm, công tác vận hành các hồ chứa thường là giữa mùa hoặc cuối mùa mưa lũ. So sánh với các lần vận hành điều tiết lũ trước đây, ông Trần Quang Hoài cho rằng Trước đó từ ngày 10 đến 13 tháng 10 năm 2017, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã phải vận hành sản lũ với lưu lượng gần 16.000 m3 mỗi giây. Năm 2017 cũng là lần đầu tiên hồ thủy điện Hòa Bình phải vận hành cả 8 cửa xả, nhưng ở đợt vận hành hồ đang diễn ra hiện nay thì lại là thời điểm đầu mùa lũ, dù theo quy định là chưa đến mùa lũ. Các tỉnh miền Bắc hiện giờ vẫn chưa phải là thời gian trọng điểm của mùa mưa lũ, thông thường sẽ kéo dài từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 10. Ông Trần Quang Hoài cũng cho biết, lũ ở các tỉnh vùng núi phía Bắc ngoài ảnh hưởng mưa lớn có có sự cộng hưởng từ lũ chảy từ Trung Quốc và Việt Nam. Khi trong thời gian qua, theo ghi nhận, Trung Quốc cũng có mưa rất lớn. Cả năm hệ thống sông của nước này đã vượt mức báo động. Ngoài ra, nhiều hồ chứa của Trung Quốc đã phải xả lũ. Các sông lớn của Việt Nam, trong đó có hệ thống lớn nhất đó là sông Hồng và sông Mê Công, chiếm 50% lưu vực và nguồn nước từ các quốc gia thượng nguồn. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã nỗ lực kết nối, trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu cơ bản với Trung Quốc, Lào, Campuchia. Nhưng đặc biệt trên hệ thống sông Thao chảy qua khu vực tỉnh Lào Cai, hiện vẫn chưa thể nắm bắt được thông tin xả lũ từ phía Trung Quốc. Còn trên sông Đà, hiện đã có trạm đo ở kẻng mỏ Lai Châu. Theo ông Hoài, vẫn còn nhiều khu vực biên giới, chúng ta chưa nắm bắt được lưu lượng dòng chảy sẽ về qua các cửa khẩu gian sao, mà đây cũng là khó khăn trong công tác chỉ đạo ứng phó ông trần quang hoài cũng khẳng định khi ra quyết định phải xả lũ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã phải tính đến tất cả kịch bản có nguy cơ rủi ro và rủi ro đến ai hệ thống công trình ra sao thậm chí phải tính toán các nguy cơ rủi ro khi phải đóng cửa xả khi đóng cửa xả nước rút quá nhanh sẽ gây ra tình trạng sụt lún sập mái kè chân đê Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã cử các đoàn công tác xuống các địa phương kiểm tra các khu vực trọng yếu. Ngoài ra, các địa phương ở vùng hạ du sông Hồng đang duy trì lực lượng trực 24 trên 24 giờ, duy trì tuần tra canh đê để kịp thời phát hiện các vị trí sung yếu có thể xảy ra sự cố. Mặc dù hiện nay đã có những công cụ hiện đại để phát hiện, cảnh báo những bất thường của biến đổi khí hậu, thế nhưng câu hỏi làm cách nào để mưa lũ không trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân miền Trung và một số tỉnh thành vùng cao, làm cách nào để con người làm chủ được mọi tình huống bất ngờ từ tự nhiên có lẽ chúng tôi sẽ dành câu trả lời này cho các bạn. Bạn có nhận xét gì về những dự đoán của các chuyên gia khi thời tiết đang có diễn biến vô cùng cực đoan? Xin hãy để lại bình luận phía dưới. Những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại.